Bệnh nhân là bà Hát, 54 tuổi, ngụ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, bị băng kinh kéo dài và bí tiểu, kèm đau, từng bị ngất xỉu nhiều lần, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng của cuộc sống, nên đã tới bệnh viện 199 để thăm khám và được các bác sĩ hướng dẫn các bước khám sức khỏe cần thiết. Khám tử cung, các bác sĩ cho biết tử cung to bằng tử cung có thai độ 32 tuần, kết hợp với kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị đa u xơ tử cung, kích thước lớn 20cm x 10cm, nên các bác sĩ đã chỉ định phải phẫu thuật ngay. Trước khi phẫu thuật, do thiếu máu nên bệnh nhân được truyền gần 4 đơn vị máu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Quốc Việt, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết, khối u khá lớn, chèn ép các tạng xung quanh, khiến niệu quản bị lệch nên ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn. Ekip phẫu thuật chúng tôi phải rất cẩn thận, tỉ mỉ, khéo léo để bóc tách khối u cho bệnh nhân. Sau gần 2 tiếng rưỡi, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật, lấy toàn bộ khối u nặng 2kg ra khỏi tử cung cho bệnh nhân. Sau mổ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn, đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc, điều trị tại bệnh viện. Chia sẻ về u xơ tử cung, thạc sĩ, bác sĩ cao cấp Diêm Thị Thanh Thủy, trưởng khoa khám sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết. Thực ra thì u xơ tử cung thì nó không có giai đoạn, mà vấn đề là nó ở vị trí nào. Cái chuyện cái tiên lượng ấy, về u xơ tử cung ấy, nó phụ thuộc vào cái vị trí của nhân xơ. Đấy, và cái sự mà gọi là cái phát triển của nhân xơ thôi. Ví dụ như này, cái nhân xơ tử cung nó có các vị trí, mà nếu mà mọi người nhìn những cái hình ảnh ấy, mọi người thấy này, nó có rất nhiều vị trí, có thể cái niêm nó về ăn về phía cái buồng tử cung ấy, vào cái lồi với niêm mạc, nhiều khi cái nhân xơ nó rất nhỏ thôi, nhưng nó gây biến chứng rất nhiều. Biết biến chứng dòng kinh, dòng huyết rất nhiều. Ví dụ cái nhân xơ mà nó ở trong cơ tử cung thì có thể nó kích thích, nó làm cho mình khó chịu và có đau, đau bụng. Thế còn nếu mà cái nhân xơ mà nó lồi ra hẳn thanh mạc như này thì nhiều khi nó không gây ra một cái biến chứng gì cả. Thế người ta không có triệu chứng gì. Thế nhưng mà cái nhân xơ ấy thì quan trọng nhất ấy, người ta quan tâm là khi nào nó có biến chứng. Thế còn nếu nó không có biến chứng thì anh chả phải làm gì cả. Bởi vì nhân xơ nó lành tính mà. Tôi có người nhà, có một vị bệnh nhân mà tôi đã từng mổ là con lấy ra thì có 2,7 cân thôi, nhưng mà cái u xơ 32,6 cân. Có nghĩa là con với cái nhân xơ nó quần bằng nhau như thế và người ta vẫn có thai bình thường mà, người ta vẫn chưa đẻ bình thường. Vì thế cái u xơ tử cung nó rất lành tính nếu như mà nó không gây một biến chứng gì. Nhưng nếu cái nhân xơ to mà nó lồi ra ngoài, nhiều khi ví dụ như nó chèn vào bàng quang chẳng hạn, thì nó sẽ gây bi đái. Người ta bị, có những người ta bảo là buổi sáng ngày ra người ta cứ bị kích thích, bị buồn giải liên tục. Nó kích thích buồn giải liên tục, hoặc là nó bị bí tiểu, hoặc là ví dụ như nó chèn ra phía sau trực tràng của mình này, làm cho bệnh nhân nhiều khi là bị đi ngoài, khó đi ngoài, hoặc là nó lúc nào tức ở phía sau ấy, đấy, hoặc là đau bụng kinh, hoặc có những cái nhân nó kích thích, nó làm cho người ta cái đau bụng kinh, người ta bị co thắt cái khối u ấy, nó đau bụng kinh, hoặc là nhưng cơ bản nhất mà hay gặp nhất chính là băng kinh, băng gọi là rong kinh, rong huyết, là băng kinh thiếu máu. Đấy là một trong những triệu chứng mà nguy hiểm nhất của với u xơ tử cung. Những cái u xơ vì ví dụ tùy nó rất, mặc dù nó rất nhỏ thôi, nhưng nó nằm ở trong cái niêm mạc tử cung ấy, nó làm cho người ta suốt ngày rong kinh, rong huyết, thiếu máu. Mà nhất là những cái người mà đã có nhân xơ tử cung dù nhỏ nhưng mà đã có biến chứng thiếu máu và phải truyền máu là anh phải phẫu thuật. Đấy, mình phải xác định luôn thế, chứ không có cái kiểu như là mình điều trị, mình truyền máu xong mà mình bỏ, không có. Tại vì những cái đấy là nó sẽ làm cho người ta sẽ tiếp tục, bởi vì cái u xơ đấy nó đang gây biến chứng rồi. Thứ hai nữa là ví dụ những cái khối u mà nó có biến chứng, nó chèn ép vào bàng quang này, vào trực tràng này, làm cho người ta rối loạn đại tiểu tiện này, thì cũng nhất định là phải phẫu thuật để giải quyết cái u đấy. Và có một cái trường hợp nữa là ví dụ như người ta đến cái độ tuổi người ta phải muốn sinh đẻ chẳng hạn, nhưng mà chẳng may bây giờ có u xơ thì cũng có chèn ép mà không có thai được, hoặc có thai bây giờ có những cái u xơ thì nó còn to hơn cái thai, thế thì nó vào nhiều khi cái thai nó làm cho cái thai nó bị thai cái hiện của u xơ to ấy, nó chèn ở buồng tử cung thì có thể người ta không mang thai được. Hoặc khi người ta có thai ấy, thì người ta rất là hay bị sẩy thai này, chết lưu rồi đẻ non này. Đấy, cái đấy là cái mà nhiều khi mà những cái đấy thì chúng ta phải mổ để giải quyết cho bệnh nhân, để cho bệnh nhân sinh con. Đấy. Nhưng hiện ngày nay thì có những cái bệnh mà thật sự là nếu ai mổ thì mà bác sĩ Thủy bao giờ cũng rất là cân nhắc trong cái chuyện đi mổ như thế nào. Bởi vì này, hiện nay có những người, trước kia thì mình cứ nói là cái u xơ tử cung khi mà chúng ta mãn kinh ấy thì là nó tự nó nhỏ đi thì không phải mổ. Nhưng ngày nay cũng không phải thế. Bởi vì này, trước kia ấy, phụ nữ mà bị mãn kinh rồi thì thôi cứ chịu đựng rồi, bị thế nào cũng chịu thôi. Nhưng bây giờ người ta không phải thế. Bây giờ khi người ta mãn kinh, người ta thấy là bốc hỏa khó chịu này, ví dụ nó khô âm đạo rồi là giảm ham muốn thứ thì người ta không chịu được. Thế là người ta phải dùng thuốc, đúng không? Khi dùng thuốc, tất cả những cái thuốc mà để cho nó cải thiện cái tình trạng rối là thiếu nội tiết ấy, thì nó làm cho cái u xơ lại lớn lên. Vì thế nên rất nhiều bệnh nhân mà bây giờ khi người ta đã mãn kinh rồi thì chúng tôi lại đem đi mổ.
bởi vì là người ta buộc phải dùng thuốc, buộc phải dùng những cái sản phẩm đấy, thì nhiều khi mình thì nó làm cho cái u sơ nó lớn lên. Mà một trong những u sơ mà phải mổ chính là khi người ta đã mãn kinh rồi mà u sơ vẫn phát triển, hoặc là cái u sơ nó phát triển quá nhanh thì chúng ta cũng lên phẫu thuật, cũng lên phẫu thuật. Thế thì đấy là những cái chỉ định mà bắt buộc khi mà làm mà chúng ta cần phải phẫu thuật u sơ tử cung. Thế còn nếu mà ví dụ như bạn có một cái nhân sơ tử cung vừa phải, dưới sao 5 cm, mà nó không có gây ra một cái biến chứng gì cả, bạn sống được bình thường với nó, thì chúng ta có thể là chúng ta cứ sống cùng chung với nó mà không có vấn đề gì.